Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế trong tỉnh đang quan tâm thực hiện. Trong đó, việc chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ người bệnh cũng là một trong những chủ trương nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Ghi nhận tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị. Nếu như trước đây, người dân đến thực hiện các dịch vụ tiêm chủng tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thường phải chờ đợi lâu, cũng như sự thiếu thốn về cơ sở vật chất khiến cho quy trình tiêm chủng chưa tuân theo quy trình một chiều, thì kể từ tháng 4 năm 2018 này, người dân đến với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh sẽ được tiếp cận với một phòng tiêm chủng vaccine hiện đại hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ hơn, gồm có 4 khu vực: khu vực lễ tân, khu vực khám, tư vấn, khu vực tiêm phòng và khu vực chờ sau tiêm. Trước khi đến đây thì tôi thấy phòng mới thì các thiết bị là khang trang hơn, sạch sẽ hơn, nói chung là đảm bảo vệ sinh an toàn, và quy trình thì tôi thấy nói chung là quy trình nó đi theo là rối rít hơn. Vì mình đi theo hướng một chiều và rối rít hơn thì tôi cảm thấy an toàn khi mà đi tiêm. Phòng tiêm chủng vaccine an toàn hiệu lực cao là một trong những dự án được thực hiện xã hội hóa tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị. Bằng việc tranh thủ những nguồn lực, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất để nâng cấp phòng tiêm chủng theo đúng quy trình một chiều. Người dân đến khám và tiêm chủng cũng sẽ lấy số thứ tự theo máy tự động. Nhờ đó, việc khám và điều trị sẽ được thực hiện một cách khoa học và rút ngắn thời gian hơn, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh. Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ cũng được đào tạo bài bản để khám, tư vấn sức khỏe cho người dân một cách tốt hơn. Chính vì thế, nhiều người bệnh cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế được cung ứng. Tôi cảm thấy hài lòng vì dịch vụ tư vấn về là chăm sóc sức khỏe cho bé tại trung tâm. Xã hội hóa trong việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho các trung tâm y tế là một chủ trương được ngành y tế tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Với chủ trương đó, việc thu hút được nhiều nguồn lực để nâng cấp trang thiết bị, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân được ngành y tế tích cực triển khai thông qua nhiều dự án. Do các nguồn lực hạn chế nên cũng phải tranh thủ các quy định của nhà nước để vận dụng các nguồn lực ngoài, trong và ngoài cái đơn vị để triển khai. Khác biệt là chỗ thứ nhất là cái cơ sở vật chất, điều kiện nó hiện đại hơn, nó sạch sẽ hơn, an toàn hơn, cung ứng nó bài bản hơn và đặc biệt tính chuyên nghiệp. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh chính là xây dựng và nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Sự nỗ lực của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị trong việc nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần thực hiện những tiêu chí về đơn vị y tế hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, giảm phiền hà cho người bệnh và thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.